Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Nhí ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. Đấy đẹp nè, củ nở nhiều dáng thế luôn. Giá thì mềm ha. Rất mong người ủng hộ chị Nhí. Ngồi đế luôn ha. Rồi, chào chị. Rồi, chào anh Tâm, xin chào cô chú anh chị trong toàn quốc ạ. Hôm nay con tiếp tục lên luôn mai phôi với hạt thú đức, mặt bông từ 5 tới 12 cánh. Các cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ cho con ạ. Số điện thoại con là 0939 693 62 cũng là số Zalo của con luôn. Bên con là bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ con xin phép vô mã cây số 31 nha. Rồi, 31 ha. Chiều cao là 69. Hoành nó là 22 rưỡi tính 22. Đế nè. Dáng đẹp nha cô chú. Rồi má 31 vô lưu giá là 500. Rồi 500 thôi. Má 32, cây này VIP luôn nha cô chú. Cây này xù hết cây luôn nè. Chỗ nào cũng có luôn. Chiều cao là 83, cây này quá trời cái mình của nó. Lúc luôn. Hoành to nè. Hoành nó là 36 hoành. Đó, đế nè, đế cắm cắm xuống nha cô chú. Rất là đẹp luôn. Co bẻ ngắn rất là đẹp luôn. Đó, xù rất là nhiều luôn. Cây này VIP luôn. Rồi má 32 vô lưu giá là 1 triệu 7. Rồi 1 triệu 7. Má 33. Chiều cao là 74. Hoành là 29 hoành. Củ nó là 42. Cây rất là xinh nha cô chú. Củ tròn do luôn nè. Chi cành đẹp nè, dáng quái luôn nha cô chú. Cây này chơi bonsai là đẹp luôn. Rồi má 33 vô lưu giá là 800. Rồi 800. Má 34. Chiều cao là 75. Hoành nó là 26 rưỡi tới 26. Quá đẹp luôn. Đế xè đều hết luôn nha cô chú. Rồi má 34 vô lưu giá là 700. Rồi 700. 35. Này có nhánh bay rất là đẹp luôn nha cô chú. Chiều cao nó là 44. Hoành nó là 24 hoành. Cây này dáng quá xinh luôn. Rồi má 35 như lưu giá là 500. Rồi 500 thôi. Má 36. Chiều cao là 80. Hoành là 19 hoành. Bộ nế nơm bít bầu luôn nha cô chú. Rồi 36 lưu giá là 400. Rồi 400. 37. Chiều cao là 82. Hoành là 25 rưỡi tính 25.
dáng vẻ quá đẹp nha cô chú. Rồi má 7 lưu giá là 600. Rồi 600. 38. Cái ăn trực tàn đều luôn. Chiều cao là 1m07. Hoành nó là 24 hoành. Đó đế nè cô chú, rất là đẹp luôn nha. Chì cành đều từ dưới lên tới trên luôn. Rồi má 38 cho lưu giá là 550. Rồi 550. 39. Chiều cao là 75. Hoành là 23 hoành. Rồi má 39 cho lưu giá là 400. Rồi 400. Má 40. Chiều cao là 73. Hoành là 26 hoành. 26 hoành gửi gần 27 luôn nha cô chú. Tính 26 thôi. Rồi má 40 lưu giá là 550. 550. Má 41. Chiều cao là 98. Hoành là 25 hoành. Cây quá xinh luôn. Chi cành đều rang luôn nha cô chú. Rồi má 41 vô lưu giá là 600. Rồi 600. Má 42. Chiều cao là 80. Hoành là 26. Dáng rất là đẹp luôn. Đế đều nha cô chú. Rồi má 42 với lưu giá là 550. 550. Má 43. Chiều cao là 1m19. Hoành là 28 hoành. Hoành to luôn nha cô chú. Chị cành đóng đều rang luôn.
Rồi má bún bay luôn giá là 600. 600. Nhà 44. Chiều cao là 76. Vành là 20. Vành là 21 rưỡi tính 21. Để đẹp luôn. Cũ đi đặt ha, cũ nợ nè. Này má 44 như lưu giá là 500. Rồi, 500. 45. Chiều cao là 75. Hoành là 23 rưỡi tính 23. Rồi má 45 như lưu giá là 450. 450. 46. Chiều cao là 68. Đó trên đây luôn. Hoành nó là 20 hoành. Rồi mã 46 cho lưu giá là 400. Rồi 400. 47. Chiều cao là 82. Hoành là 23 hoành. Này má 47 giao lưu giá là 450. Rồi, 450. 48. Chiều cao là 86. Kè này rất là xinh nha cô chú. Hoành nó là 21,5. Quá đẹp luôn. Ủa đế đẹp, tàn đẹp luôn. Rồi mã 48 như lưu giá là 450. Rồi 450 luôn. 49. Chiều cao là 90. Hoành là 25. Rất là đẹp luôn. Chì nó đóng nè, rất là đều luôn nha cô chú. Rồi mã 49 như lưu giá là 500. 500. 50. Chiều cao là 89. Hoành là 21. Rồi mã 50 lưu giá là 350. Rồi 350.
nó 51, chiều cao là 77, hoành là 21,5. Là bánh 51 kg giá là 350. 350. 52. Chiều cao là 66. Hoành là 21. Rồi má 52 lúa giá là 350. 350. 53. Chiều cao là 86. Hoành là 21. Rồi bánh 53 lưu giá là 200. 200. 54. Chiều cao là 72. Hoành là 22,5 tính 22. Rồi bánh 54 như lô giá là 350. 350. 55. Chiều cao là 77. Hoành nó là 19. Rồi má 55 như lưu giá là 200. Rồi 200. 56. Chiều cao là 68. Hoành là 25. Rồi má 56 lưu giá là 250. 250 thôi. 57. Chiều cao là 58. Đo cho tên một chút. Hoành nó là 23 hoành. Đây rất đẹp luôn nè. Rồi má 57 lưu giá là 450. 450. 58. Chiều cao là 70. Hoành là 21. Rồi má 58 thì lưu giá là 400. Rồi 400. Má 59. Chiều cao là 67. Hoành là 22 hoành. Đây này dáng quá xinh luôn.
Rất lượng duyên dáng ha. Rồi mã 59 thì lưu giá là 500. Rồi 500. Rồi mã 60, mã của clip nha cô chú. Rồi cái của clip. Đế VIP nè. Đây là một khối đế luôn. Chiều cao là 70. Hoành là 20. Quá trời khối đế luôn nha cô chú. Rất đẹp luôn. Rồi mã 60 lưu giá là 400. Rồi 400. Okay. À, mã 60 cũng là mã của clip con ngày hôm nay ạ. Đó là cô chú anh chị nhín chút thời gian xem clip và ủng hộ cho con ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Nhí. Xin chào và hẹn gặp lại.